Tiểu Trần, đã có thể yên tâm rồi. Không ai dám phá nhà. Có chuyện gì cậu gọi cho tôi. Vậy thì cảm ơn Tân lão rồi. Nghiêm lão tam, anh cũng thấy rồi. Nhà tổ này không thể tháo dỡ được. Trần Thiếu, tôi sẽ bồi thường cho cô và Trần Viễn của anh 100.000 chi phí y tế. Anh thấy thế nào? Anh đưa cô tôi và em họ tôi vào bệnh viện. Chiếm đoạt tài sản của người ta. Chỉ cần vẻn vẹn 100.000 thôi. Tôi trả 200.000 còn không được sao? Tôi không thể lấy thêm nữa. 200.000 đồng là không đủ. Một giá thôi 500.000. Sau đó quỳ xuống khấu đầu xin lỗi. Anh có thể đi rồi. Bây giờ tôi chỉ có 100.000. Tôi sẽ kiếm 200.000 còn lại trong vòng một tuần. Anh xem việc này có được không? Nếu trong vòng một tuần không có tiền, coi chừng mạng chó của anh. Tiểu Tráng, không ngờ cậu biết đại nhân vật. Giữ lại nhà tổ tiên, Nghiêm đạo tam do cậu làm chủ. Cũng mất chi phí y tế, trả lại ba cửa hàng cho chúng tôi quản lý rồi. Giờ tôi yên tâm rồi. Cô, hai cửa hàng này ở đâu? Là kinh doanh cái gì? Một cái ở bên kia đường số 7 Trung Sơn, có khoảng 100 m², cho thuê làm hiệu thuốc. Còn một cái nữa ở bên kia con phố đồ cổ. Hai mặt tiền của cửa hàng đó có khoảng 200 m², có tầng hầm, cho thuê để bán nghệ thuật. Mẹ, cửa hàng nghệ thuật hình như đang chuyển nhượng. Nghe nói nhà ông chủ xảy ra chuyện, Nghiêm đạo tam lại muốn tăng tiền thuê cửa hàng. Thật sự không thể kinh doanh được nữa. Đại Tráng nghe xong bỗng nhiên trong lòng nảy ra một ý tưởng. Liệu có nên ở phố đồ cổ mở một cửa hàng không? Nếu đã sống lại rồi không làm lớn làm mạnh làm sao được? Trần Viễn tôi muốn chuyển nhượng cửa hàng này. Chiều chúng ta sẽ đi nói chuyện với ông chủ này. Thế nào, anh làm gì vậy? Không phải cũng mở cửa hàng đồ cổ chứ? Phố đồ cổ không mở cửa hàng đồ cổ có thể làm gì? Anh xác định sao? Anh có tiền không? Anh có nguồn hàng không? Không phải cậu có 100.000 sao? Thêm vào đó cửa hàng lại là của cậu, ngay cả tiền thuê cũng miễn. Nếu hợp đồng hết hạn, không cần phải trả một xu phí chuyển nhượng. Nếu không hết hạn, cho anh ta mấy trăm một ngàn rồi đuổi anh ta đi. Hóa ra là anh tính toán như vậy. Anh không cần phải làm gì liền trở thành ông chủ. Tôi chỉ đùa thôi. Nhưng tôi muốn mở cửa hàng đồ cổ. Mấy năm nay tôi đã học được rất nhiều kiến thức về đồ cổ, có kinh nghiệm nhất định trong việc xác định. Chắc là không vấn đề. Về kinh phí, bây giờ tôi có hơn 10 triệu trong ngân hàng. Cậu yên tâm đi. Nguồn hàng chúng ta có thể tự tìm. Còn có thể tìm Tần lão giúp đỡ. Trong nhà kho của Tần lão, tôi có một lô hàng ở đó. Không phải làng này của cậu bị phá hủy sao? Chúng ta bây giờ đến làng xem. Trần Viễn mang theo Đại Tráng đi hết nửa cái Nghiêm gia thôn. Có 56 ngôi nhà dưới tên Trần Viễn. 80% nhà cửa không thể ở được. Đại Tráng tìm thấy rất nhiều thứ tốt ở đây. Ví dụ như đồ sứ nhà Minh nhà Thanh, tượng Phật, còn có rất nhiều gỗ quý giá. Nhưng thứ này phải tìm cách lấy được trước khi phá dỡ. Anh, những người này đều là chuyển đến sau này. Cũng đều là họ Nghiêm. Những ngôi nhà này cũng do chính phủ xây dựng. Có 110 hộ gia đình. Mỗi hộ có 60-70 m². Họ không có đất để canh tác. Hầu hết mọi người làm việc gần đó. Không lao động. Nhà nào là nhà của Nghiêm lão tam? Ngay sau khi Nghiêm lão tam lên làm trưởng thôn, mua một biệt thự ở quận mới. Cả gia đình đã chuyển qua. Chúng ta đi quanh làng thôi. Thầy Nghiêm có ở nhà không? Bố có người tìm. Hai cậu bé có việc gì không? Thầy Nghiêm xin chào, tôi là con trai của Nghiêm Đại Hải. Đây là anh tôi, nghĩ đến việc thu thập đồ cũ trong làng. Hóa ra là A Viễn. Và trong rồi nói, A Viễn, vết thương của mẹ cậu đã lành chưa? Cảm ơn thầy Nghiêm đã quan tâm. Vết thương của mẹ tôi đã khá hơn rồi. Bệnh tình của dì Nghiêm thế nào? Có thể có gì tốt hơn? Ngay cả bệnh viện có tầm nhìn tốt nhất cũng không thể làm phẫu thuật. Tình hình nhà chúng tôi thế nào cậu cũng biết. Với vài trăm đồng tiền lương hưu của tôi, không uống được thuốc tây, bây giờ chỉ có thể uống thuốc trung y để kiểm soát bệnh tình. Lúc này Đại Tráng mở miệng nói, thầy Nghiêm xin chào, nhà tôi là gia đình trung y, tôi cũng học được một chút kiến thức về trung y, ông có thể cho xem gì thứ không? Trần Viễn mở miệng muốn nói chuyện nhưng lại nuốt lại. Anh trai này thật có thể khoe khoang, nói rồi cũng không đỏ mặt. Lại xem gia đình trung y với gia đình nông dân cũng tương tự. Thầy Nghiêm cũng có chút khó hiểu, lòng lẩm bẩm, không phải đến đây nói đồ cổ sao? Sao còn biết trung y? Dù sao con gái cũng như vậy, xem cũng được. Vậy thì làm phiền cậu bé rồi. Thầy Nghiêm, con gái thầy chắc là vấn đề về đốt sống cổ. Có một tổn thương ở đốt sống cổ thứ ba, tủy sống chèn ép dây thần kinh, còn được gọi là bệnh thoái hóa đốt sống cổ. Bệnh này rất khó chữa, bây giờ nó đã phát triển đến mức tê liệt. Bước tiếp theo có thể không kiểm soát được, bệnh viện cũng không dám phẫu thuật, nguy cơ phẫu thuật quá lớn. Vừa rồi tôi xem kỹ một chút, tìm thấy một vết sẹo trên cổ con gái ông, chắc là để lại khi còn nhỏ, cũng có thể lúc đó đốt sống cổ đã bị dịch chuyển, biến dạng đốt sống cổ theo thời gian đã xảy ra tổn thương. Tiểu Trắng, cậu đều có thể nhìn ra. Những gì cậu nói đều chính xác so với máy móc ở bệnh viện lớn. Ngay cả con gái tôi bị thương khi còn nhỏ cũng có thể biết. Quả thực là thần y. Chúng tôi đã đến hàng trăm bệnh viện lớn nhỏ, đã xem qua cũng mấy chục người trung y nổi tiếng, đều không thể chữa khỏi. Cậu có thể chữa khỏi cho con gái tôi không? Xin cậu hãy cứu con gái tôi. Thầy Nghiêm, tôi sẽ ra một đơn thuốc cho thầy. Chữa khỏi không tôi không dám đảm bảo. Ít nhất có thể xuống đất đi bộ, có thể tự chăm sóc bản thân, tôi vẫn chắc chắn. Đại Tráng bảo Thầy Nghiêm lấy giấy và bút, bắt đầu viết đơn thuốc. Hoa đỏ 10g, cỏ thô 5g, Ekizanthi 15g. Thuốc uống một ngày 2 lần, sáng tối 1 liều. Áp dụng bên ngoài rắc rối hơn, cần phải tự làm. Ngoài ra còn có một loại thuốc rất khó tìm, đó là rượu xương hổ thật. Tìm xương hổ ở đâu? Xương hổ này một chiếc phải hàng trăm hoặc hàng ngàn đồng. Còn là xương hổ già, nếu là xương hổ vừa giết, bị cảnh sát bắt được là phải ngồi tù. Đại Tráng cũng nghĩ vậy, người bình thường căn bản không thể có, hầu hết các hiệu thuốc sẽ không có. Cho dù có xương hổ, Thầy Nghiêm cũng không mua được. Bỗng nhiên nghĩ đến một trong những con dấu tối qua được khắc từ xương hổ. Đây là một con dấu xương hổ, tôi vô tình nhận được nó. Bây giờ đưa nó cho Thầy Nghiêm. Tuyệt đối không được, con dấu này quá đắt rồi, ngâm trong rượu sẽ bị hư hỏng, tôi không thể trả được. Thầy Nghiêm, thầy nhận đi. Dù quý giá đến đâu cũng không quý giá bằng mạng sống. Có thể cứu một mạng người cũng là tạo hóa của con dấu xương hổ này.
Đại tràng trong lòng nghĩ nếu như có một bộ kim bạc là được rồi, có thể giảm bớt đau khổ của bệnh nhân cũng sẽ giúp bệnh nhân hồi phục nhanh hơn. Xương hổ dùng rượu gạo khoảng 60 độ, ngâm một tuần để tạo ra tinh chất của xương hổ. Chuẩn bị đơn thuốc, tất cả nghiền thành bột, đổ hết bột vào nồi hầm, cho 3 bát nước vào, đun sôi bằng lửa nhỏ cho đến khi khô, đổ vào nửa bát rượu xương và một hoặc hai loại nước hoa đu đủ trắng. Nước hoa đu đủ trắng này nhiều người không biết nó là gì, chỉ cần trên đầu hoặc đuôi của đu đủ cắt một lỗ nhỏ, nó sẽ chảy ra chất lỏng màu trắng. Đây chính là nước hoa đu đủ trắng. Tiểu Tràng khám bệnh bao nhiêu tiền? Thầy Nghiêm, đây chỉ là việc đơn giản thôi, không cần tiền bạc gì. Chính là bình rượu xương này, ông luôn giữ lại cho tôi, đến lúc đó lại có chỗ cần, tôi sẽ tìm lão Đường ra ông xin một chút. Tôi không có gì để lấy ra, chỉ là có vài đồng bạc mà bố tôi để lại cho tôi. Tôi sẽ làm tiền khám cho cậu. Vải đỏ đã mở, xuất hiện trước mắt là 7 đồng bạc. Đại Tráng dùng ngón trỏ búng nhẹ lên đồng xu. Đây là chân bảo hàng đầu của đồng bạc hiện đại. Đại Tráng lại cầm lấy cái cuối cùng nhìn lên. Khi nhìn thấy mẫu đồng xu, không thể tin vào mắt mình. Đây là đồng xu Long Lân Quy Phụng trong bộ sưu tập đồng xu Càn Long. Đại Tráng nhớ lại vào tháng 1 năm 2022, trong một cuộc đấu giá mùa xuân ở Tương Giang, một đồng xu Long Lân Quy Phụng bán được 36 triệu, là đồng tiền đắt nhất trong lịch sử. Thầy Nghiêm, những đồng tiền này của thầy làm sao có được? Chúng được truyền lại từ tổ tiên tôi. Bố tôi nói đó là ông tôi năm đó làm việc dưới quyền Trương Chí Động, sau đó làm quản lý tại xưởng đúc tiền, chính là lúc đó giữ lại. Thầy Nghiêm, ông không nên bán, đây là một bảo bối tốt, phải cất kỹ đi, sau này sẽ có giá trị cao. Tôi tặng nó cho cậu chính là của cậu. Những đồng bạc này cũng không đáng bao nhiêu tiền so với xương hổ của cậu và chữa bệnh cho con gái tôi. Còn vấn đề gì nữa? Tiểu Tráng, cậu cứ nhận đi. Những đồng bạc này cũng không phải là những thứ bình thường, có thể gặp không thể cầu. Tôi vẫn mua nó bằng một ít tiền. Dù sao cuộc sống của các ông cũng không dễ dàng. Dĩ nhiên uống thuốc còn phải dùng tiền. Đây là 5.000 đồng. Ông cất nó đi. Đi thật xa hai người đi chậm lại. Anh, tôi càng ngày càng không nhìn thấu được anh. Mấy năm không gặp, một lúc xác định đồ cổ, một lúc lại kiếm được nhiều tiền như vậy. Bây giờ còn có thể y thuật cao minh như vậy. Anh bị thần tiên chiếm hữu hay là bị quỷ chiếm hữu? Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe và cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.